Nam Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn. Hôm nay thì qua lời giới thiệu của em Mí Hờ thì anh em Nam Cao Nguyên sẽ đi vào thăm thôn, một thôn có tên là Sùng Tùa. Để thăm một hộ gia đình cũng rất là khó khăn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thôn Sùng Tùa để xem cuộc sống của bà con sống như thế nào các bạn nhé. Ok, đi thôi. Đấy. Đường bê tông này được làm lâu chưa hả? Được một tháng rồi cái gì? Xong là còn phải đi vào lâu không? Cách đây là 3 cây số à? Đây là chắc 4 cây số. 4 cây số, ok. Đây là lần đầu tiên mình cũng đi vào thôn Sùng Tùa để thăm bà con. Bắt đầu là mình sẽ cùng mọi người đi tham quan cái thôn Sùng Tùa này nhé. Xem là trong thôn này có gì hay, có gì đặc biệt không, và có gì lạ mắt không nữa nhờ Mí Hờ nhờ. Em cầm ba lô không? Đưa anh cái ba lô. Lên đây, chú cho bánh này, lên đây, lên. Nào lên đây cả bé kia nữa. Nào lên tất đây, đi lên. Đây các bé còn đi cắt rau lợn. Này chú cho này. Đúng rồi, ôi giỏi thế, biết xin rồi này. Cháu xin. Đúng rồi, nào bé này nữa nào. Đúng rồi, giỏi thế nhỉ. Thế cháu tên là gì? Máy. Máy à? Thế còn cháu? Cháu tên gì? Máy nữa à? Thế còn cháu này tên là gì? Cháu tên là Súa à? Hai máy với một Súa à? Thế đang đi hái rau lợn phải không? Thế thôi nhá, chú chào nhá. Chào ba cháu nhá, bye bye. Ây da, đường này được của nó đấy. Các bạn ạ, đây rất đẹp. Chạy theo dọc núi này. Đang thi công làm đường à? Trong kia đúng không? Đẹp đấy, đường này. Đây sản lượng quá anh ạ. Hả? Lượng quá. Đây này. Chỗ này bị sạt lở này. Đây sóng quá. Bây giờ mới thi công đến đoạn này các bạn ạ. Đường này rất là nguy hiểm. Ở dưới này có một cái hang này. Hang đấy. Cameraman có thể quay cái hang kia zoom lại gần cho mọi người thấy. Nó sâu đi qua cái núi này. Cái hang đấy, trong đấy có nước. Có nước nữa à? Ui thế thì còn sâu nữa. Thật. Ây da, bây giờ đi kiểu gì đây? Đây nào. Vẫn phải đi qua thôi.
Ôi rồi. Bố lên. Máy này khoảng 2 tạ không anh? Tạ rưỡi anh ạ. Tạ rưỡi à? Kinh nhờ. Đi qua một đoạn thôi, thông cảm tí nhá. Thế là bây giờ đi xe trong kia sợ ma đổ lại không ra được á. Không, tí nữa em đi ra luôn mà. Chiều tối ra luôn mà. Được thoải mái. Đường này trời mưa đi trơn lắm ấy. Ơi chào bà con nhé. Bà con làm gì này? À làm con điện à anh? Vâng. À thế ạ. Vâng. Em xuống dưới thôn này tí. Vâng. Bà con làm nhà. Mình làm gỗ này để làm nhà. À. Đang đục gỗ. Đường này được của nó đấy các bạn ạ. Đường này là nước chảy thành dòng luôn. Say rượu à anh ơi? Say rượu đấy. Say rượu. Đây rồi, đến đây rồi đúng không? Xuống nữa à em? Đây à? Từ giờ cho cháu mấy cháu kẹo. Em xuống.
Ơ, chào em nhá. Ừ. Đây là hộ này là hộ gia đình đây à? Vâng ạ. Ừ, hộ gia đình tên gì em? Tên là Giàng Chứ Vả. Giàng Chứ Vả. Vãi ra anh nhờ tí. Đấy, đứng ngoài này. Đứng ngoài này. Ờ, thì hôm nay là anh được em Hờ, anh giới, em Hờ giới thiệu lên hộ gia đình của em. Thì cũng rất là khó khăn đấy. Thì hôm nay anh đến đây thì cũng có một suất quà của anh ở Đồng Nai tặng cho gia đình. Bao gồm là đây này, mì tôm này, mắm muối, bánh kẹo, rồi là các vật dụng cho gia đình, cả gạo nữa. Tặng cho gia đình nhé. Đây, gói quà ở đây, để anh cất cho. Bé đang bế con à? Thôi đi, đi vào nhà xem nào. Nhà đây là mưa thì có nguồn nước ở đấy. À, nước chảy ướt hết nhà đây đúng không? Đây thì để cái này ở trên này đi. Ai da. Thế là vợ đâu rồi em? Chứ đây sao? Em có biết tiếng phổ thông không? Không ạ. Không biết tiếng phổ thông à? Nói thì hiểu được. À, thế thì em cứ bảo là như vừa nãy có anh ở Đồng Nai là tặng cho gia đình suất quà trị giá 500.000 đồng dạ, nhé. Vâng. Ừ. Chú thích hỏi nên là em muốn là ít tổ nhóm đã Đồng Nai được rồi. Ờ, cô ý con xe chí bỏ dù à bóng xô hát xô này thế à không biết tổng chân thì to. Đây có cả sữa đấy, cả sữa siếc lấy cho các cháu uống nhé. Ừ, không không có gì đâu. À, thế nhà hộ gia đình này có mấy khẩu đấy em? Có 6 khẩu em. 6 khẩu thì là hai vợ chồng với 4 cháu à? Vâng. Thế đây cháu này với cháu kia? Vâng, có 2 cháu nữa. À, 2 cháu đâu rồi? Con đâu? Để lấy nước. Là đi lấy nước à? Vâng. Nhà em không có bể chứa, không có thùng gì chứa nước à? Chỉ mua không có đúng không? Ừ. Anh thì nói chung là mình nói thì anh hiểu được nhưng anh không biết nói. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Ninh Cẩu Xà là 27 tuổi à? Ừ. À, 27 tuổi lấy vợ lâu chưa? Lấy được 7 tuổi rồi. 17 tuổi đã lấy rồi. Ừ. Ôi đây, có cháu này được mấy tháng rồi? Cháu này được hơn 2 tháng à? Thế vợ đi làm nương à? Vợ đi lấy nước anh ạ. À, lấy nước cùng hai cháu. Vâng. Cháu cả đúng không? Vâng. À. Thế là bố mẹ nhà em có gần quanh đây không? Có. Ừ, cũng cùng thôn mình hết à? Vâng. À. Thế bình thường nhà em đi làm nương thì có hay đi làm thuê ở đâu không? Cũng theo biên thì đi làm thuê trong quân thôi. Ừ, nhưng bây giờ là dịch không đi được đúng không? Vâng. Cho anh tham quan nhà một tí nhé. Ừ. Ủa, các bạn ơi, nhà bé tí luôn, nhà được 20 m². Đây nhà có 2 giường đây, còn cháu này đây. Đây em cho cháu bánh chưa? Rồi ạ. Em cho cháu thêm cả nước. Đấy. Đấy xong là cho cháu mấy cái và đưa cho anh mấy cái để tí nữa về cho các cháu. Ừ. Này, nó tính khác. Đấy, đấy. Ở trong này cũng có bánh đấy nhé. Ở trong kín này có bánh, có sữa thì xong bảo là gia đình là lấy cho các cháu ăn nhé. Ừ. Đây xem nào, đi tham quan nhà, xung quanh nhà nào. Ôi khó khăn quá. Nhà chỉnh tường được khoảng 20 m² các bạn ạ. Đây, trên nhà. Ngô nhà mình vừa thu ngô xong à? Vừa thu xong. Xem đường đi lên gác thì đi đường nào? Đi đường này anh. À, đây à? Ây, đây đường lên gác là đi qua cái ống tre này. Vâng. Ống tre này, đây mình thử lên xem nào. Ôi dồi ôi. Đây gác thì cũng có một chút ngô, vừa thu ngô xong. Đây muối à? Vâng. À đạm chứ, phân đạm. Để bón ngô. Ai xa. Nhà này được của nó đấy. Mái nhà có úp nóc đâu. Hả? Mái nhà không có úp nóc. Không có úp nóc đâu. Không ống này. Hả? À đây à? Đây là vợ con đây đúng không? Vâng. Ừ, anh chào em nhé. Thế vợ tên là gì em? Vợ tên là Lý Thị Cháo. Lý Thị Cháo à? Ừ. Đấy em lấy cái bánh kẹo cho các cháu đi. Nó tha. Nó tha này. Đấy, ôi ôi các cháu bé quá nhỉ. Đây, cả gia đình đây các bạn ạ. Đây đi lấy từng can nước này về lấy nước xa không em? Ở bên kia. Thế hỏi thế mà đi bộ xa không? Khoảng mất khoảng bao nhiêu phút thì tới nơi? Bình thường anh. Ừ. Ở dưới này. Đâu? À ngay dưới này à? Vâng. Ai da.
Nhà này đây, à đây cũng có được à, chuồng trại là có một con bò đấy. Bò, lợn, là lợn to, lợn bé. À đây, bò lợn to, lợn bé có hết đây này. Có một đàn lợn đấy. Cái đường này lầy lội quá. Đây, ngan vịt này. Đây lợn này. Ôi, nhà em có một đàn lợn này. Đàn lợn này. Ôi, con bò này. Lợn này chắc vừa đẻ được tầm 1-2 ngày á. Nhìn về tí này. Đây các bạn này. Cái cửa đi vào chuồng này các bạn này, bé tí như ở cái bếp lò ấy, cái cửa bếp lò đấy, cả đại gia đình đây đấy. Ôi thôi, nhà mình để ít thôi, không để nhiều quá. Theo chủ gia đình nó thì để được ba con gái, không có con trai. Thì đây là con gái, con trai. Đây là con trai. Thế là đừng đẻ nữa nhá. Đẻ nhiều quá là mình không nuôi được đâu. Thật. Thế bây giờ là nhà thu ngô hết xong chưa? Đại tà. Đại tà thôi xong rồi anh ạ. Thu xong rồi à? Ủa thân thế, nhà đông con quá. Tại mình đẻ nhiều đấy. Đẻ con này đừng đẻ nữa. Đây có cháu gái rất là, các cháu rất là xinh gái, đẹp trai giống bố luôn. Đây, xinh gái chưa? Thế các cháu đi cho đi học chứ, hết chứ? Cho đi học hết rồi. Mình phải cháu bé này. Mình phải cho các cháu đi học nhá. Đây, mấy đứa nhìn xinh thế. Phải cho đi học đàng hoàng vào. Nhà mình là có đất là hết chỗ này à? Từ đâu đến đâu? Đất này này. Hả? Đất là nhà của mình. Mượn của người ta ở. Mượn ở á? Vâng. Thế nhà mình không có đất à? Có nhưng mà ở xa quá bên kia rồi. À, không có đất. Đây đất mượn. Thế nhà mình có nhiều nương không? Nhiều nương đất nương làm ngô không? Trồng ngô không? Nên cũng một tên đồng. Chả chứ. Im thôi. Gia đình bà im thôi. Thế thu được toàn bộ chỉ có mỗi tí trên này thôi. Vâng. À thế làm sao đủ ăn? Ăn cái này chắc khoảng tầm 2 tháng là hết chứ còn gì nữa. Đấy. Cỏ, bò, lợn. Trâu, bò, lợn. Ừ. Thế nhà bố mẹ có gần đây không? Ở chỗ nào? Ở bên kia rồi anh ạ. À bên kia à? Vâng. Vâng, cháu chào cô ấy. Đắc chào. Thôi bây giờ thì anh cũng xin phép nhé. Xin phép gia đình là anh bây giờ đi sang thăm hỏi các hộ dân bên cạnh một chút để tham quan xem gia đình mình như thế nào, xóm mình như thế nào nhé. Thôi hai vợ chồng là cố gắng lên nhá. Làm ăn chăm chỉ lên. Xong là đẻ ít thôi, không được đẻ nhiều nữa nhá. Tuyệt đối không được đẻ, bẻ đẻ nữa là nhà còn nghèo hơn nữa ấy. Nhờ, phải không? Không đẻ nữa. Đúng rồi, không đẻ nữa, đây được cậu con trai rồi thôi. Đây còn các cháu này, bé tí đã biết cái gì đâu. Phải có con trai thì sau này mình già phải nuôi mình ấy. Già phải nuôi, còn con gái là đi lấy chồng đúng không? Sau này mình già chả. Chào gia đình nhá. Đây, chỗ này là bị lở hết ra này. Đâu, đi thăm quan cái chòm xóm này một tí. Hộ gia đình này được của nó đấy. Không đơn giản đâu. Đây này. Chiều trâu bò này cơ mà. Nhưng mà bà con nuôi chồng là nuôi gia súc gia cầm là đây, chảy hết nước phân ra xuống dưới này. Ôi ơi, chào cháu nhá. Đây, cháu bé này còn đang quay vải lanh đây này. Đấy, bên này. Đấy, giờ lấy kẹo cho em, lấy bánh cho em. Đấy. Đấy. Đời sống vất vả thật. Đây là cuối thôn rồi đúng không? Vâng. Ở bên này nữa xem nào. Là hộ gia đình thì xem nào. Đấy, hộ gia đình này được của nó đấy. Ơi chào mọi người nhá. Ơi cháu chào bác. Vâng. Vâng, bác đang làm gì đây?
Vâng, ai là hộ gia đình này được đấy. Hờ em lấy bánh cho cháu này. Nhất xem à? Đây nấu rượu bán nữa cả. Ôi cháu này bị làm sao đây? Cháu này bị làm sao đây? Bị chàm đây, mọc lông ủa ơi. Đây, chú xem nào. Đây, mọc lông hết ở trên khung cổ thân thế cháu nhìn. Con gái. Thế cháu này bao nhiêu tuổi rồi? Được 2 tuổi à? Không. Sợ. Chú xin lỗi. Đây, cháu này. Đây. Em cứ để hở này. Thế được. Nè, chú cho này. Thế chú tên là gì? Phừ à? Chú Phừ à? Nhà chú Phừ có điều kiện đấy nhỉ? Đây, bọn cháu tham quan gia đình một tí nhá. Đây các bạn này. Nhà chú Phừ này. Nuôi rất là nhiều ngan vịt luôn. Ôi nhà này. Chuồng trại rất là to luôn. Có 2 con bò này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, lợn thì không đếm xuể luôn. Thật. Đây, ôi, con lợn này cũng to này. Đấy ra. Được đấy. Đi thăm xem một tí nào. Ôi, chào mọi người nhá. Đây. Đây. Úi dồi. Đây. Bạn. Bò này. Lợn này, con lợn này to đấy, con lợn này phải tạ. Hơn một tạ phải hai tạ ấy. Lợn này. Đây chỉ có nằm là không đi được nữa rồi. Con lợn này. To thật. Đây. Bên này có 2 con lợn nhỏ này. 2 con bê. Cụ 90 rồi à? Đây cháu cho cụ nhá. Này. Vâng, cháu cho. Vâng, cháu cho cụ. Vâng. Vâng. Cụ tên là gì đấy? Là Lần Xé. Máy à? 90 tuổi. Thế nhà cụ ở một mình thế à chú? Thế là mẹ của chú ạ? Đúng ạ. Thế ạ? Vâng. Thế cụ 90 tuổi mà khỏe nhờ. Đây các bạn này, cô đang làm cái quay con lanh này. Đấy, lanh này vẫn còn đang ướt. Đó, sau đó tí nữa là thầy sẽ đi sang bên cái chỗ cái con quay to kia để làm. Đó. Đấy, là con làm như này để cuốn vào cho nó dễ. Đấy rồi. Làm bằng thủ công hết rồi. Cháu cảm ơn cô nhé. Vâng. Thôi cảm ơn mọi người nhé. Vâng, thôi cảm ơn chú nhé. Vâng, vâng. Ôi, làng này là ở trong cái chòm này còn bao nhiêu hộ nhỉ? Mình tính ra được khoảng tầm 6-7 hộ. Thôi các bạn ạ, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Thế xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.